Biết. Những người không biết con, họ sẽ tìm đến con và họ sẽ ôm con chặt vào lòng, và con cũng nên ôm họ chặt vào lòng vì đó là em của con. Họ mang cái dòng máu anh hùng đó là Việt Nam, thành ra đi đâu cũng rất là cảm động, luôn luôn là được những cái ngày như vậy. Con đi phố cổ, đi bộ khắp nơi, đôi khi ngồi xuống ăn. Ví dụ những người chị Văn Lan gặp bảo đến trả tiền họ bắt phải ăn, tôi sợ lắm, tại vì béo đó, ăn cái gì cũng ăn cả, ăn xong rồi mang về nhà ăn nữa. Thành ra rất là cảm động. Ngày hôm nay tôi không biết tiếng Việt, tôi nó kém, tôi không biết nói gì hơn. Đó là những gì tôi nói từ tấm lòng. Tôi xin cảm ơn các anh và các bác, chị Văn Lan. Đúng rồi, có những người bạn bên cạnh. Chúng tôi luôn luôn bình đẳng.